Đường về Phnom Penh, tác giả Bùi Cát Vũ, số 10. Có tiếng súng nổ lớn hướng Pô Chân Tông. Xe chúng tôi dừng lại trước cơ quan viện trợ Mỹ MARG cũ. Ở đây chúng tôi gặp đồng chí Chiêu Savat, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11, từ hướng sân bay đi lại trên chiếc xe dép mới toanh. Đồng chí bảo là trung đoàn 209 đang tiếp cận sân bay Pô Chân Tông, đồng thời nghe có nhiều tiếng pháo nổ ở hướng nam tây nam. Có lẽ cánh quân bạn trên đường số 3 đã lên đến gần nơi rồi. Chúng tôi lên xe đi tiếp lên đến ngã tư, nơi đường quốc lộ số 4 và đường Mao Trạch Đông gặp nhau. Tôi gặp anh Từ, chính ủy trung đoàn 209. Anh cho biết sở chỉ huy trung đoàn đóng ở đây. Còn anh Cường đã đi ra sân bay Pô Chân Tông với hai tiểu đoàn. Sau khi báo cáo qua tình hình của trung đoàn, anh đưa tôi đi xem bãi xe có gần 100 chiếc M113 và trên 200 chiếc xe tải ở trong và xung quanh khu chợ cũ. Nhìn bản đồ là Sa Đơm Cô, nghĩa là chợ cây gòn. Anh Từ còn cho biết xung quanh đây là khu sửa chữa xe pháo. Trên đường Mao Trạch Đông về phía nam có xưởng may quân trang và sứ quán Trung Quốc. Do đó mà chúng cấm đường, ngăn bằng thùng phi, giữa đường có nhiều trạm gác. Anh bảo tất cả những dãy nhà kho của nhà ga xe lửa và tất cả lâu đài, dinh thự, chùa chiền dọc theo phía bắc đường sắt này đều đầy ắp vũ khí, đạn dược, phương tiện chiến tranh của Trung Quốc mới đưa sang. Dọc hai bên đường số 4 có rất nhiều pháo 105, 122, 37, 57 ly, có cả đại pháo 130 ly. Anh kết luận rằng chưa phát hiện hết, nhưng chắc chắn rằng từ hai bên đại lộ Mao Trạch Đông đổ về phía Tây là kho tàng và xưởng sửa chữa của quân đội Pol Pot Ieng Sary. Có nhiều dấu tích để lại, chứng tỏ bọn chuyên gia quân sự Trung Quốc đảm nhiệm khu vực này. Tôi cũng thoáng nghĩ bọn Pol Pot Ieng Sary theo lệnh của Bắc Kinh đuổi dân ra khỏi Phnom Penh, còn có mục đích nữa là để biến nơi đây thành căn cứ quân sự trung tâm. Vị trí Phnom Penh rất quan trọng. Có đường quốc lộ 4 và đường xe lửa nối liền với cảng Công Pông Som. Phnom Penh là điểm hội tụ, là gốc xuất phát của tất cả các đường quốc lộ. Quốc lộ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đi khắp các miền của đất nước, đánh số theo chiều kim đồng hồ. Đánh một vòng xung quanh sân vận động, chúng tôi theo đường De Gaulle để trở ra đại lộ Mon Di Vong. Đường này hai bên là cây me, cây khế, cây ô môi và có cả cây gì hoa vàng, quả như quả bồ kết. Nhà cửa phần lớn kiến trúc theo thời Pháp, không một bóng người. Đến sở chỉ huy đoàn 7 trên đường Mon Di Vong, tôi gặp đủ cả anh Dũng, anh Thẩm, anh Vịnh. Các anh đóng trong nhà bán vé máy bay. Trước cửa, dọc theo rào sắt, có hàng dương liễu. Trong nhà bày biện sang trọng với những bàn ghế đóng ở Campuchia trước đây. Màn, thảm và đồ dùng đều mang nhãn hiệu Trung Quốc. Máy điều hòa nhiệt độ của Nhật. Trên tường có treo ảnh phong cảnh Trung Quốc. Các bức chạm nổi, giả đồng đen, tượng hình đề Bayon Angkor. Các phòng khác có treo lịch hàng không. Và trên mặt bàn có những chiếc đế gỗ cắm cờ đuôi nheo nho nhỏ bằng sa tanh của Rumani, Triều Tiên, Nam Tư. Tầng dưới, trong một gian có cửa sắt dùng làm kho, đầy ắp những kiện hàng, tài liệu, báo chí, sách vở Trung Quốc, cho đến những hộp giấy đựng lọ, ca la thầu, ô mai, xí muội. Có nhiều kiện họa báo, báo chí, sách chính trị bằng tiếng Khmer, tranh ảnh chụp ngoại giao của chính quyền Pol Pot in từ Trung Quốc mới gửi sang. Nếu ta đưa một người tới đây mà không cho họ biết trước, chắc chắn họ sẽ bảo đây là nhà ga máy bay trên đất Trung Hoa. Chúng tôi đang bàn công việc cho đêm nay thì có điện thoại từ trại tù binh báo về là có hai vợ chồng người nấu cơm cho Pol Pot muốn gặp Bộ Chỉ huy Việt Nam. Anh Thẩm trả lời là báo họ phải gặp Bộ Chỉ huy binh đoàn 1, bạn. Anh em lại bảo là họ sợ gặp bạn sẽ bị giết chết nên muốn xin gặp ta.
Anh Thẩm đồng ý cho đưa họ đến. Trại tù binh là khu nhà in cũ ở gần bên sở chỉ huy đoàn 7, nên chỉ mấy phút sau là anh em đưa họ tới nơi. Người chồng mặc áo sơ mi trắng, quần tetrong xám, cao gầy, giống người Trung Quốc nhiều hơn là Campuchia. Vừa gặp chúng tôi, anh ta nói tía lia bằng tiếng Pháp. Anh Thẩm bảo anh ta nói tiếng Khmer. Anh Thẩm lại không biết tiếng Khmer nên bảo tôi phải đứng vai phiên dịch. May sao chị vợ, dáng người và cách ăn mặc đúng là Khmer thì lại nói tiếng Việt rất sõi. Họ bảo họ là người nấu ăn cho Pen Nut chứ không phải là cho Pol Pot. Họ kể, sau ngày 14 tháng 4 năm 1975, chính phủ của Sihanouk do Pen Nut làm thủ tướng, lưu vong ở Bắc Kinh, được Pol Pot mời về hợp tác. Nhưng khi vừa về đến nơi thì nó bắt giam tất cả ở một nơi ở gần Pat Tam Bang để cải tạo lao động. Còn vợ chồng Sihanouk thì bị giam lỏng ở Phnom Penh. Mãi đến cách đây 4 ngày, nó cho đưa hết về ngoại ô phía tây nam Phnom Penh. Vợ chồng Pen Nut được ở riêng một biệt thự gần đường Monivong. Chúng nó cho phép Pen Nut được chọn một người nấu ăn và trồng rau nuôi gà. Pen Nut chiếu cố đến vợ chồng anh ta. Cho đến trưa hôm qua, chúng nó cho đem xe lại đưa vợ chồng Pen Nut ra sân bay. Họ đoán Sihanouk cũng đi chiếc máy bay ấy. Chúng tôi biết anh ta không phải là người đầu bếp chân gà đâu, nhưng chúng tôi đang rất cần những người thông thạo thành phố Phnom Penh. Chúng tôi nhờ anh ta dẫn một bộ phận vệ binh đến chỗ Pol Pot giam những người trong chánh phủ lưu vong của Sihanouk. Anh ta đi một chốc, trở về báo lại là theo dấu vết thì chúng đã đưa họ đi một tuần rồi. Tôi bảo anh ta ghi tên họ, chức vụ của tất cả những người ấy. Và hôm sau, khi đến nhà tù Tung Sleng, tôi nghi là bọn họ đã bị giết. Vì trong số những xác chết bị xiềng tay chân trên giường sắt ấy, không có vẻ là người lao động chân tay bình thường. Bên cạnh giường sắt bố trí riêng trong từng phòng lại có máy điện thoại, máy ghi âm, bàn máy đánh chữ, những phương tiện khai báo dành cho trí thức. Trong thành phố cũng rải rác những xác chết của đàn ông, đàn bà mặc hàng đắt tiền. Chúng nó khử nhau trước khi tháo chạy. Tôi nghĩ sau này bà con họ muốn đòi mạng thì hãy đòi ở Pol Pot Ieng Sary và những người ở Trung Nam Hải, Bắc Kinh. Làm việc với Bộ Tư lệnh Đoàn 7 xong thì đã là 16 giờ 30 phút. Chúng tôi trở về Sở Chỉ huy Binh đoàn. Sở Chỉ huy rời vào trong, cách bờ sông hai con đường, ở khu nhà khách của Hoàng Cung. Lâu đài này chỉ có 2 tầng nhưng rất đồ sộ, cất theo kiểu Pháp. Có nền đá cao khỏi đầu, tường dày, cột to. Các gian buồng trong nhà này có giá trị chống các loại đạn như lô cốt. Cửa lâu đài với những bậc thềm rộng. Hai bên có hai con sư tử đá to tướng ngồi nhìn ra công viên con gà. Anh em gọi là công viên con gà vì ngoài ấy có tượng hình con chim xòe cánh rất to bằng đá cẩm thạch màu gạch. Nhưng khi lại gần nhìn kỹ là một loại phượng hoàng. Anh Trần Nguyên Độ, Phó Chính ủy Binh đoàn, anh Tám Tùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị cũng đã đến. Các anh theo đường bộ từ Nách Lương lên. Sở Chỉ huy Binh đoàn 1, Quân đội Nhân dân Cách mạng Campuchia, đóng trong khu nhà tòa án. Gần đó, anh em văn phòng Bộ Tư lệnh cũng đã đến. Chị nuôi cho chúng tôi một bữa cơm nóng, có rau muống luộc và thịt hộp. Anh Nam Phòng và Bộ Tham mưu đã triển khai được hệ thống thông tin chỉ huy thông suốt đến tất cả các đoàn bộ binh và các lữ binh chủng. Anh phân công anh em vệ binh dọn cho tôi một chiếc giường sắt có nệm, có màn. Thấy là thèm ngủ ngay. Anh bảo, anh ngủ no một bữa đi, không sao đâu. Đoàn 341 đã đứng chân ở Nam Bắc cầu Monivong và dọc theo sông Ba Sắc. Đoàn 9 đã nối sau sư 341 về đến Nách Lương. Lữ 24 pháo binh cũng đã bố trí trận địa xong. Phía đường 3, lực lượng bạn hướng Tây Nam đã vào chiếm sân bay Po Chen Tong trước ta. Đơn vị đi đầu của cánh quân bạn hướng Bắc cũng đã gặp trung đoàn 14 ở cây số 5 trên đường số 5 hồi chiều. Chỉ có hướng Bầu Diều thì đoàn 2 chưa đến kịp. Nhưng đã có hải quân ta kiểm soát trên sông. Sáng mai sẽ cho trung đoàn 113 và một trung đoàn của đoàn 9 đổ bộ sang thì ổn. Trong nội thành thì binh đoàn 1 đã đến đủ, đang bố trí làm dày thêm các khu phố. Đại đội 21 thiết giáp và tiểu đoàn 4
Trung đoàn 12 làm lực lượng cơ động cũng đã tập trung ở gần đấy rồi. Nghe đến phiên hiệu đại đội thiết giáp 21, tôi hỏi anh Nam Phong, mình có điện thoại với đại đội 21 không? Được, anh muốn gọi, tôi gọi cho. Khi đầu dây bên kia có người trả lời, tôi hỏi, đồng chí cho biết, đồng chí hy sinh trong chiếc 113 trên đường Monivong tên là gì vậy? Báo cáo thủ trưởng, đồng chí ấy tên là Thương ạ. Gì Thương? Đinh Văn Thương. Có phải Thương quê ở Tuyên Hóa, Bình Trị Thiên không? Vâng, đúng ạ. Đã đưa anh em về nước chưa? Đưa hồi chiều. Tôi buông ống nghe, ngồi thử người, ôm đầu. Cha mẹ đã đặt cho em một tên Thương. Tên em nhiều ý nghĩa xúc động quá. Thương ơi! Chắc anh Nam Phong và anh em xung quanh không hiểu tại sao tôi lại buồn nhiều đến như thế. Đêm xuống rất nhanh, ánh trăng mùng 9 tháng chạp héo hắt, đọng lại nhờ nhờ trên tàn cây, mái tháp. Không điện, không đèn, đường phố chìm trong biển đen mênh mông, vắng vẻ lạ lùng. Mình đã quen sống trong các thành phố lớn, đã nghiên cứu trên bản đồ đến thuộc lòng các tên đường phố và các công trình trong thành phố Phnom Penh. Lại còn được cả một buổi chiều rong xe, thế mà còn không hiểu đâu vào đâu, thì anh em chiến sĩ làm sao? Dù suy nghĩ triền miên như thế, nhưng tôi đã thấy yên tâm rất nhiều từ lúc được anh Nam Phong cho biết là các cánh quân bạn đã lấp kín ngoại ô ở phía Tây và phía Bắc. Bộ tư lệnh đã đến, đủ có lẽ đêm nay tôi sẽ được ngủ một giấc bù cho 10 đêm qua. Đúng 18:30, tôi ra sau nhà vặn đài nghe tin BBC. Nhớ hồi ta chiếm lĩnh Lộc Ninh và Phước Long, anh Tư Tuyến, trưởng phòng tuyên huấn Cục Chính trị miền, muốn đưa tin trước BBC, nhưng rốt cuộc đều chậm hơn nó. Nhưng lần này BBC chỉ đoán non rằng, hôm qua đến nay, đài phát thanh Phnom Penh không lên tiếng, không biết chuyện gì đã xảy ra. Khoảng 19 giờ, súng bắt đầu nổ vang vang khắp bốn phía, nhiều nhất và gần nhất là hướng Bắc, xung quanh Hoàng Cung lên đền Phnom. Góc bên kia công viên Con Gà cũng khơi khơi mấy loạt AK điểm vài quả lựu đạn. Rồi pháo binh bắt đầu bắn từ hướng Đông, Tây Bắc, Tây Nam. Hướng Tây Nam có cả pháo 130mm, tiếng nổ đầu nòng đanh như bể ống. Các trận địa pháo của ta từ Nam Cầu, Monivong và ngoại ô Bắc thành phố cũng bắn trả về hướng Đông và Tây Bắc. Còn hướng Tây Nam, ta không bắn, sợ trúng quân bạn. Một chặp sau, tiếng súng thưa dần. Thỉnh thoảng, đó đây những dây đạn lửa vọt lên cao. Trực ban tác chiến hỏi các đơn vị đều được trả lời là địch nó bắn lung tung không trúng ai cả. Ta thì cũng có một số anh chị em đơn vị bạn Campuchia tham gia bắn cũng khá. Đêm đã khuya, thấy tôi còn trăn trở, chú Mười Vàng quèo tôi sang tiểu đoàn 4 uống trà. Ban chỉ huy tiểu đoàn 4 cũng rất điệu đà. Các anh triển khai quan sát sở trên sân thượng một tòa lâu đài 4 tầng. Máy điện thoại chỉ huy đặt ở một góc sân. Trên bàn trà, chiếc máy thu thanh bán dẫn đang ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chính trị viên tiểu đoàn chạy lăng xăng lo nước sôi, còn tiểu đoàn trưởng thì chạy hỏi ai còn lương khô hay đường sữa gì không. Đang chuyện trò tở mở, bỗng mọi người im bặt. Phút giây hồi hộp đã đến. Đài Tiếng Nói Việt Nam đưa lại tin chiến thắng của đài SPK và đọc toàn văn bản tuyên bố của Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Đoàn kết Cứu nước Campuchia. Chúng tôi ngồi nghe, hân hoan hiểu rằng giờ này cả nước và cả những người thân của chúng tôi đã biết tin chiến thắng này. Ánh trăng mùng 9 trải vàng trên mái chùa, lên mái đền đài trong hoàng cung. Những tháp nhọn nhấp nhô ngã ngược chiều mây, mờ mờ ảo ảo gợi lên trong tiềm thức những mộng xa xưa, mông hoang huyền bí. Nhấp chén trà hương, tôi kể chuyện cho anh em nghe. Thuở xa xưa nơi đây còn hoang dã, nhân dân địa phương gọi là vùng Buôn Múc, Buôn Đây, bốn mặt, bốn tay, vì sông Mekong và Tonle Sap gặp nhau rồi rẽ thành bốn nhánh. Vào buổi sáng thế kỷ 15, một bà nông dân tên Peng phát hiện 6 tượng Phật bạc nằm trong một bọng cây trôi dạt vào bờ. Bà Peng rước Phật lên rồi đắp một mồ đất, cất 6 ngôi chùa nhỏ bằng lá thốt nốt để thờ Phật.
nhà vua lúc bấy giờ đóng đô ở Angkor, nghe được tin ấy, nghĩ rằng Phật không chịu ở Angkor nữa mà muốn đi về Buôn Múc, Buôn Đây, trái tim của nước Campuchia. Sau khi bị Thái Lan chiếm mất vùng Mê Nam, rồi thì Angkor trở nên biên địa. Nhà vua quyết định rời đô về đây, sai đắp núi cao, dựng 6 ngôi chùa bằng đá. Nơi đây dễ làm ăn, nhân dân tề tựu ngày một đông. Vua cho khai phá khu rừng phía tây, lấy đất trồng lúa và sai đắp bao ngăn chung quanh để chống lũ lụt. Từ đó, nhân dân gọi đất này là Phnom Penh, núi Bà Penh. Mấy thế kỷ sau đó vì loạn lạc không ngớt, triều đình chia bè chia cánh nên vua phải di đô hết nơi này đến nơi khác. Từ Angkor đến Lòng Vét Ua Đông, Tà Keo, Công Bồn Chàm, mãi tới giữa thế kỷ 19, vua Ang Duong mới trở về đây. Và đến những năm đầu thế kỷ 20 dưới thời Pháp thuộc, các đời vua Norodom Sisuwat, con của Ang Duong mới xây lại hoàng cung và các đền đài chùa chiền như ta thấy. Anh em có vẻ thích nghe lắm, coi như toàn thể tiểu đoàn bộ đều có mặt. Có đồng chí hỏi, những cánh cong cong trên mái đền chùa là biểu tượng gì? Tôi thầm cảm ơn cô giáo Kim Van Moni đã giúp tôi giải đáp được câu hỏi này. Trong những năm 1971-1972, ở vùng Kompong Trosay thuộc huyện Prek Sangdek, ngay bên kia sông đây thôi, tôi quen cô giáo Kim Van Moni. Thấy chúng tôi rất ham học tiếng Campuchia và hay tìm hiểu con người và đất nước Campuchia, nên Moni cũng ưa nói chuyện với chúng tôi. Nhân dân Campuchia có tập quán nuôi rắn rồng ở trong nhà để nó bắt chuột. Ban ngày rắn nằm khoanh trên vì kèo, đòn tay. Anh em ta thấy thế sợ không ngủ được. Các cô gái trong phùng rất thân với anh em chiến sĩ ta. Các cô rất hồn nhiên. Thừa lúc anh em đang tắm, các cô lấy dọc cây nưa, rất giống đuôi rắn, thò vào chân vách nhà tắm ngọ nguậy lên bàn chân anh em. Chiến sĩ ta nhảy đùng đùng, la oai oái trong nhà tắm. Các cô thì cười rũ rượi. Thấy vậy, Moni mắng yêu các cô và giải thích cho chúng tôi. Rắn đối với Campuchia là lành chứ không phải là dữ. Người Campuchia ai cũng biết truyền thuyết Naga. Ngày xưa, có một ông vua tên là Prathom từ trên trời xuống cưới con gái của rồng là công chúa Nieng Niếc. Công chúa sinh ra dân tộc Campuchia, nên biểu tượng của dân tộc Campuchia là Niếc. Tiếng nhà Phật gọi là Naga, hiểu là rồng hoặc rắn thần cũng được. Còn rắn thường gọi là Puốc. Vì vậy, các đền chùa tượng Naga 5 đầu, 7 đầu, 9 đầu ở dưới thấp như ở cổng ra vào. Còn đuôi Naga thì uốn cong trên các góc mái. Trên đất Campuchia ở đâu cũng có Naga. Từ trong đền chùa, trong hoàng cung, đến vườn hoa, trên gọng xe bò, chuôi cầy, vòng hái, trên thuyền, cán dao, chìa vôi, cả trên cánh tay vũ nữ, trên cây gậy của cụ già. Truyền thuyết rất hay, cũng na ná thần thoại Lạc Long Quân lấy Âu Cơ của Việt Nam. Hai dân tộc anh em sao giống nhau về cội nguồn đến thế. Nhắc đến Phum Kompong Rusay, nghĩa là bến tre, tôi không thể không nhớ bà mẹ của Moni. Bà mẹ già, còng lưng, đầu chọc. Hồi ấy, một ngày đầu năm 1972, chúng tôi sắp sửa về nước để tham gia chiến dịch Nguyễn Huệ. Trong lúc chờ thuyền đến rước, chúng tôi tranh luận sôi nổi về cách kết cấu ngôn ngữ Campuchia có nhiều chỗ giống Việt Nam, nhưng còn thiếu một số từ cần thiết như chè thì gọi là cháo đường, sữa bò gọi là nước bò thì bất tiện quá. Lúc thuyền đến, chúng tôi từ giã bà con tụ tập rất đông để tiễn biệt, thì bà mẹ giang tay cản lại. Cán bộ chúng tôi đang hồi hộp, không biết có anh em nào phạm chính sách gì vào giờ chót hay không. Thì mẹ bảo, nghe các con nhắc cháo đường, mẹ nhớ lâu lắm rồi các con không được ăn, mẹ nấu gần chín, chờ ăn rồi mới được đi. Thì ra là thế. Dạo ấy, Moni buồn lắm, cô than, không biết các anh đi rồi, chuyện gì sẽ xảy ra. Sau này nghĩ lại, chúng tôi chắc Moni đã thấy những triệu chứng không lành. Không biết giờ này dưới vầng trăng kia, bà mẹ và Moni cũng như bà con Kompong Rusay còn sống để mừng cho dân tộc, cho đất nước mà họ yêu tha thiết, được thoát nạn diệt chủng của Bôn Bốt Yên Sari hay không? Nhìn dòng sông mênh mông dưới mảnh trăng có hình con mắt người Campuchia, không hiểu sao tôi lại nhớ đến Hồng Hà.
Có lẽ giờ này bên bờ sông ấy, có những em bé tựa như em Nguyễn Thị Hồng Hà đang cùng các bạn reo mừng khi được nghe đài báo tin Campuchia giải phóng. Nhưng khi về nhà gặp mẹ em đang khóc, em mới nhớ đến bố em, bố Nguyễn Sông Thao của em không còn về phép nữa. Em không còn được bố dắt ra ngồi bên bờ sông quê hương để kể chuyện một dòng sông trên đất nước bạn nữa. Bố em đã ngã xuống như bao người anh hùng bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hãy lau cho em dòng nước mắt trong sự mất mát lớn lao của em, của mẹ em, hàng triệu người dân lương thiện đã được cứu sống. Một thế hệ trẻ như em tránh được họa diệt vong. Hồng Hà ơi, khi cô cháu dậy về lòng nhân nghĩa thì cháu hãy nhớ rằng bố cháu và các bạn chiến đấu của bố cháu là những tấm gương chói lọi về lòng nhân nghĩa cao cả nhất, đúng nghĩa nhất trên đời này. Uyên Uyên Việt Nam xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.